Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay điện máy Tuấn Anh sẽ giới thiệu các bạn là ba mẫu máy cày bánh xích mà của bên chúng tôi mới về. Thì cái thứ nhất đây là đầu chạy dầu này, đầu dầu này. Cái thứ hai là đầu chạy xăng này. Cái thứ ba nữa là đầu chạy bằng dầu làm mát bằng nước này. Thì hai cái này đầu đây là đầu người ta gọi đầu 173 này, 170 này, 180 này. Thì hai cái đầu này nó có công suất là như nhau, đều là 7 ngựa này. Cái đầu 180 này có công suất là 10 ngựa. Và khỏe nhất hiện giờ. Thì cái là đường kính của cái bánh xích đây. Đây. Bánh xích thì nó có đường kính là đúng là 15 cm. Để mà tiện đi giữa các dõng để mà chúng ta cày đi theo máy à, đi theo máy thì sẽ có một bộ cày đây à. Các bạn thấy là máy, bộ máy này có thể di chuyển được này. À. Nó có các cái nấc, đây các bạn thấy nó có các cái nấc để chúng ta di chuyển này à. Tiếp theo nữa là ở cái mũi cày này chúng ta để chỉnh hướng được đấy, chỉnh hướng mũi cày đây đấy. Đó, chỉnh hướng mũi cày. Tiếp theo là chúng ta để xoay ở cái này để mà chỉnh cái độ nông sâu nữa này đấy, có thể xoay ở đây để chỉnh độ nông sâu của mũi cày nữa đó. Một điểm chúng ta cần lưu ý là nhiều khi sử dụng nhiều á thì có thể là cái xích này nó để bị trùng và chúng ta sẽ ở đây sẽ cái căng xích ở đây đó, chúng ta sẽ dùng ở đây để chúng ta căng xích này, còn ốc này để căng xích và cái phụ kiện lưỡi xích này thì chúng tôi cũng có để mà thay thế khi mà các bạn đi dùng nhiều nó mòn nó hỏng nha, chúng tôi cũng có để mà thay thế. Thì máy thì nó sẽ có là hai số tiến và một số lùi. Đó, ở đây đây 102R để lùi đây. Đấy, số cả thì các con máy này thì công dụng thì nó đều là như nhau, thì các bạn đã thấy rồi, chạy rất là khỏe và cái đường kính của nó này nhỏ gọn nữa để mà chúng ta để sử dụng ở giữa những cái rõng củ rõng lạc để chúng ta đi rất là tiện lợi. Thì nếu mà các bạn mà muốn mua cái máy này á thì hãy gọi điện thoại đến số trên màn hình à. Ngoài các cái phụ kiện cày như này thì nó còn đi theo cả một bộ bừa. Nếu các bạn muốn mua thêm đấy, các bạn mua thêm nha thì nó có thể một bộ bừa này. Đây. Bộ đường đất này. Cả bộ lên luống này nữa. Đây. Đấy là các phụ kiện có thể đi lắp vào máy mà chúng ta kêu bạn muốn có thể mua thêm. Còn khi mà báo giá máy thì chúng tôi chỉ báo giá là chỉ theo nguyên cái bộ cày này thôi. Còn đây là các phụ kiện này sẽ đi thêm. Đó, nếu mà các bạn cần thêm chi tiết gì hoặc là muốn biết thêm về máy thì gọi điện thoại đến số máy ở trên màn hình, tôi tư vấn kỹ hơn, hoặc các bạn vào phần mô tả và vào trang web chúng tôi để xem tất cả chi tiết tất cả các cái máy và các cái phụ kiện đi kèm này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.